xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog của Nhà Vân. Mẹ Vân đã quay trở lại đây sau một tháng mình ở cử. Thì lúc đó là mọi người thấy là vlog thì anh Nhật sẽ quay nhiều hơn, anh Nhật chia sẻ nhiều hơn. Nhưng bây giờ mình đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Nói vui vậy thôi. Vừa rồi thì nhà mình có làm một cái vlog về sữa. Và sau khi mà anh Nhật khoe lên gia tài của nhà mình thì mọi người hỏi rất là nhiều, đặt những cái câu hỏi làm sao có nhiều sữa nè, rồi cách trữ sữa như thế nào, cách dùng sữa như thế nào. Nên ngày hôm nay thì kinh nghiệm của một bà mẹ trẻ sẽ chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này. Đầu tiên thì Vân sẽ chia sẻ về việc là cho tiên mẹ trực tiếp hay là bắt sữa mẹ ra để bình. Tại vì có bạn hỏi là Vân cho em bé tiêm bình 100% hả? Thì câu trả lời của Vân là không, Vân kết hợp cả hai việc. Khi nào mà mình có thể thì mình đều cố gắng cho con sẽ tiêm trực tiếp. Tại vì đó cũng sẽ là một cái cách để cho con gần gũi với mẹ. Và con sẽ cảm nhận được hơi ấm nè. Rồi cũng đỡ nhiều cái công đoạn như là chuẩn bị bình hay là tiệt trùng. Rồi vân vân chuẩn bị máy móc. Nhưng mà thật ra thì với cuộc sống hiện đại thì cái việc mà bắt sữa ra để tiêm bình nó cũng có rất là nhiều những cái lợi ích. Thì Vân sẽ chia sẻ tại sao mà Vân lựa chọn kết hợp cái việc tiêm bình cho con. Thứ nhất á, là với cái công việc của mình thì sau này mình sẽ phải ra ngoài, sau thời gian ở cử mình sẽ đi rất là nhiều. Thì khi mà mình bắt ra, mình trữ lại, nó sẽ bảo đảm em bé có cái nguồn sữa khi mà mình không có ở nhà. Thì em bé vẫn quen với cái việc là tiêm bình và em bé sẽ không có khóc đòi mẹ nhiều quá. Thứ hai là khi mà tiêm bình á, thì mình sẽ biết rõ được em bé ăn lượng bao nhiêu. Và bé Tôn nhà mình á, thì khi mà tiêm mẹ thì tại vì có thể cơ thể ấm quá cho nên là bé rất là hay ngủ quên và tiêm lặt vặt. Còn nếu mà tiêm bình thì bé sẽ bú no hơn và cái khoảng cách của giữa các cữ nó sẽ lâu hơn. Cho nên là mình cũng lựa chọn cái việc tiêm bình khi mà muốn con sẽ ngủ sâu hơn, đặc biệt là vào ban đêm. Ngoài ra một điều nữa mà Vân cảm thấy rất là vui về cái việc mà cho bé tiêm bình là mình sẽ chia sẻ được trách nhiệm của cái việc cho con ăn. Không chỉ là một mình mẹ cho con ăn mà các thành viên còn lại trong gia đình cũng có thể cho con ăn. Ví dụ như ba Nhật nè rất là thích cho con tiêm, rồi mẹ Hảo nữa, rồi mẹ Thúy cũng như vậy. Thì đây cũng là một cái cách để có thể gắn kết tình cảm của các thành viên trong gia đình với lại em bé đó. Cho nên là tùy vào mỗi gia đình và mỗi em bé thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái phương pháp phù hợp, chứ không nhất thiết là phải bắt buộc là tiêm mẹ 100%, hoặc cũng không nhất thiết là phải tiêm bình 100%. Nuôi con nó là một cái hành trình rất là dài, thì quan trọng nhất là tâm lý của mẹ, rồi con vẫn tăng cân đều, vẫn ngủ ngoan và mỗi tháng sức khỏe cân lại nó đều rất là tốt thì đó là tốt rồi. Cho nên là đừng bị áp lực nhiều quá nha các bà mẹ. Và bây giờ thì Vân sẽ chia sẻ với mọi người cách mà chúng ta bảo quản cũng như là cho con bú bằng bình sau khi mà chúng ta trữ lại như thế nào nha. Vân vừa mới hút sữa xong hai bình, một bên ít hơn một bên còn lại. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu cái công đoạn là bỏ sữa vào túi nhé. Nè, đầu tiên á, là mình sẽ bỏ ra. Trong mỗi cái bình á, là nó sẽ có cái mức. Ở đây là 140ml để mình biết là một lần mình bắt được bao nhiêu. Bên này đầy sắp tràn ra ngoài. Đây mọi người, một bên sắp tràn ra ngoài. Bên này 140. Thì cái này chắc cũng được khoảng 200. Đó, chắc khoảng là 200, là tổng cộng là 340 trong một lần vắt. Thì cái lần này là Vân vắt là 25 phút. Cái khoảng thời gian mà mọi người hút sữa nên từ 20 phút cho đến 30 phút là cái khoảng thời gian tốt nhất. Tại vì ít hơn thì nó sẽ dễ bị cương sữa, còn nếu mà dài hơn thì nó sẽ rất là đau. Và bây giờ mình sẽ bỏ ra thành từng túi. Mỗi túi sẽ là 90ml, là một lần ăn của bé Tôn. Xong rồi mình ép ra cho nó hết không khí nha. Mình bóp ra. Một bịch. Để xem là mình được mấy túi đồ hàng.
Rồi sợ đổ quá trời. Em bé đang nằm kế bên, đang ọi. Không sao, con để cho mẹ điều chế hóa học đi con. Đây chính là hai túi. Bình thường á là vẫn hút một lần sẽ được khoảng từ 270 cho đến kỷ lục hôm trước là hút được nửa lít một lần. Một lần hút, một ngày hút 10 lần. Đổ qua tiếp. 9-10. Thật ra một lợi ích nữa của cái việc hút sữa là nó sẽ giúp cho mình không có bị cương sữa. Tại vì hút em bé hút với em bé bú á, thì nhiều khi em bé bú không hết thì sữa nó còn lại bên trong á, mình phải hút ra hết, chứ không là để lại là mình sẽ bị tắc tia sữa, xong rồi bị cương sữa, và nếu mà để nặng á là sẽ bị FC là rất là đau, bị mưng mủ ở bên trong và phải phẫu thuật. Cho nên là mọi người phải chú ý các cử. Cái này cũng đúng 90 luôn nhỉ. Để mình hút sữa ra để không bị FC. Và thêm một điều nữa đã được nói rất nhiều trên TV, sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Cho nên là việc mà mình lấy ra mình lưu trữ như thế này á, thì nó sẽ giúp cho mình không có lãng phí nguồn sữa mẹ. Rồi nó được 4 túi mà mỗi túi 90. Vậy là bao nhiêu ta? 90 cộng 90 là 180. 180 cộng 180 360. Rồi mình sẽ bắt đầu ghi vô. Bây giờ là 8:30 tối nè. Ngày 30 tháng 11 2020. Đánh vô là thứ 2. 90ml. Mình đã tới cái này số nè, để mình biết là cái nào trước cái nào sau. Thì hình như là mình tới B7, giờ là tới B8. Tại vì mỗi một chữ cái á, là mình cho 100 số. Tại vì trong kia nó nhiều quá, mình không thể nào viết lên tới mấy trăm hoặc mấy ngàn. Cho nên bây giờ cứ mỗi chữ cái là mình cho 100 số. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô cái ngăn mát. Đây nè mọi người. Đây gia tài, ngăn mát. Ngăn đông 1 2 3 ta ta ta. Và bây giờ thì Vân sẽ lấy sữa ra để làm cho mọi người xem nha. Để xem lấy cái bịch 90. Em bé hiện tại đang bú được 90. Toàn là 120 không mà trời. 90 đâu rồi, 90 180. Ồ, bịch 180, bịch gì mà to thế. Trăm 110. Đây, 90. Và đây là những cái đồ nghề của Vân để mà Vân chuẩn bị đồ cho em bé. Đây mình có ba cái máy.
Thực ra là mọi người không cần đến ba cái máy đâu, cần một cái thôi. Nhưng mà cái này là phần là mình ham mua nên mua nhiều và có cái là được cho nữa, cho nên là mình để ra đây cho mọi người thấy. Chúng ta sẽ cần một bịch sữa đã lấy ra rồi, đây là một bịch 90ml thì được hút vào 9:30 tối ngày 29 tháng 11. Hôm nay là tối ngày 30 tháng 11. Thì cái cách mà chúng ta bảo quản đó là trong ngăn mát mọi người có thể giữ được đến 2 ngày và trong ngăn đông thì mọi người có thể giữ đến 6 tháng. Khi mà chúng ta muốn chuyển sang ngăn đông á, thì phải để trên 6 tiếng, có nghĩa là mình bỏ vào, mình để 6 tiếng trở lên cho đến 2 ngày thì mình phải chuyển những cái đó sang ngăn đông. Và đây là được 24 tiếng rồi. Chúng ta sẽ chuẩn bị một cái bình sữa để cho em bé bú. Và đây là cái nhiệt độ, cái đo nhiệt độ, nhiệt kế để đo nhiệt độ. Thì dễ lắm. Nói chung là ai mà từng nuôi con rồi sẽ biết. Nên cái phần này chỉ dành cho những người sắp nuôi con hoặc là các bà mẹ trẻ giống như Vân. Tại vì mình là bà mẹ trẻ cho nên là cái gì mình cũng thấy thích thú và cái gì nó cũng giống như là một bài học mới vậy đó. Thì mình mở ra xong rồi mình đổ vào trong cái bình sữa này nè. Sữa khi mà chúng ta để trong ngăn mát á, thì mọi người nhớ là từ 5 độ trở xuống nha. Và để khoảng chừng một ngày á, thì nó sẽ có những cái váng sữa nè, cái đó là điều hoàn toàn bình thường. Và đặc biệt á, là mình đừng có lắc mạnh, nên là mình chỉ nhẹ nhàng thôi, mình lắc như thế này nè. Xong rồi chúng ta sẽ bỏ vào trong cái máy hâm. Thì thường cái nhiệt độ mà lý tưởng đó chính là 40. Cho nên là mình vẫn sẽ chọn cái máy này cho nó dễ. Đó, mình cứ bỏ vào. Thường thì các máy bây giờ nó sẽ bao gồm rất là nhiều chế độ khác nhau, chế độ hâm này, chế độ tiệt trùng, thậm chí là còn có chế độ hâm đồ ăn nữa. Nói chung là rất là nhiều chế độ, tùy vào các bạn chọn máy nào. Mình sẽ chọn chế độ milk là nó sẽ 40 độ và mình để khoảng chừng 15 phút cho đến nửa tiếng thì chúng ta đo lại bằng cái nhiệt độ này. Thì khi nào mà nó khoảng từ 40 cho đến 45 độ đó là khi mà em bé đã bú được rồi. Và Vlog này thì chị chia sẻ rất là ngắn gọn và đơn giản về cái việc mà chúng ta sử dụng sữa như thế nào. Và hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục theo dõi những vlog của nhà Vân và đón xem hành trình làm mẹ của bà mẹ trẻ. Bye bye!